Kính chào quý vị, tôi là phát thanh viên Ảo Tuấn Kiệt, mời quý vị đón xem clip trên kênh STD hôm nay. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ Anh cho biết cô có khả năng nói chuyện với động vật. Không những thế, cô còn có thể nói chuyện được cả với động vật đã chết. Theo The Epoch Times, cô Ruthie Bresso, hiện 45 tuổi, sống tại Essex, Anh, là người có khả năng giao tiếp với động vật. Ngày trước cô là giám đốc điều hành của một công ty marketing, nhưng sau khi phát hiện ra khả năng của mình, cô đã từ bỏ công việc bao người mơ ước để chuyển sang làm việc liên quan đến động vật. Động vật hiểu tất cả những gì ta đang nói. Ruthie nhớ lại, vào khoảng 10 năm trước, trong một lần tham gia cứu hộ ở Madagascar, cô đã phát hiện khả năng kỳ lạ của mình. Thời điểm đó, khi đang chuẩn bị bước vào rừng thì bỗng cô cảm thấy mình không được chào đón tại nơi đây. Ngay sau đó có giọng nói vang lên, hãy đi đi. Từ đó, cô tin rằng mình có khả năng giao tiếp kỳ lạ này. Cô nói rằng, tuy tôi không thể giải thích cụ thể nhưng động vật hiểu tất cả những gì chúng ta nói. Cô kể, gần đây khi đang khám bệnh cho một con ngựa mắc chứng lo lắng, con ngựa đã cho cô thấy màu đỏ và một cái chổi. Hàm ý là nó đã bị một người mặc áo polo đỏ đánh đập bằng chổi. Người chủ cho biết tất cả nhân viên ở nơi đó đều mặc áo polo đỏ, có thể con ngựa đã bị bạo hành thật. Không chỉ có khả năng giao tiếp với động vật sống, người phụ nữ này còn có thể nói chuyện với cả động vật, dù đã chết. Cô Ruthie từng gặp một cặp vợ chồng đã mất 4 con mèo trong một đám cháy. Họ đã tìm cô để được tư vấn vì không thể vượt qua nỗi buồn. Một trong những con mèo được đã chết của họ đã cho cô thấy được mùi khoai tây nướng. Nghe vậy cặp đôi đã mỉm cười hồi tưởng lại con mèo của họ khi còn sống lúc nào cũng chỉ thích ăn khoai tây nướng. Cô Ruthie tin rằng ai cũng sở hữu khả năng này, chỉ là không thể tự mình khám phá và bộc phát ra. Ngày trước cô đã che giấu giác quan thứ 6 này, nhưng bây giờ cô muốn tận dụng nó thật tốt để dạy cho những người khác cách nói chuyện với động vật. Trên thực tế thì đúng là ngoài cô Ruthie ra vẫn còn những người khác có khả năng này. Những đứa trẻ màu tràm và khả năng đặc biệt. Vào những năm đầu thập niên 80, một ký giả người Hy Lạp là Hagda Vlad đã bắt đầu chú ý về hiện tượng những đứa trẻ màu tràm, Indigo Child. Người Hy Lạp này nhận thấy có những đứa bé sơ sinh này sở hữu chỉ số thông minh, IQ, cực cao, thậm chí còn sở hữu một số khả năng đặc biệt. Những đứa trẻ này vượt xa những con người thời đó về cả mặt tâm linh lẫn tầng diện sinh lý. Một số người tin rằng, những đứa trẻ màu tràm này chính là những người có sứ mệnh thay đổi thế giới, dẫn dắt nhân loại tiến vào thế giới tiếp theo. Chúng mang trong mình năng lực thần giao cách cảm và khả năng nhìn thấy linh thể hay trường năng lượng. Và Sonia Fitzpatrick là một trong số những người đó. Bà có khả năng nói chuyện với động vật. Khi vừa sinh ra, bà đã có đôi tai vô cùng nhạy bén. Chính vì vậy nên bà không có nhiều bạn bè. Bà thường trốn trong nông trại của gia đình để chơi với đám gia súc. Lý do bởi vì bà thấy giao tiếp với động vật rất dễ. Bà không cần dùng đến thính giác mà vẫn có thể nghe được suy nghĩ của động vật. Lúc đó, Sonia còn nghĩ mọi người cũng giống như mình. Nhưng khi có một con bò trong trang trại bị đau bụng do ăn phải thức ăn hỏng, bà đã nói với cha mẹ mình nhưng họ lại không quan tâm. Từ đó bà nhận ra rằng chỉ có mỗi mình bà có thể cảm nhận được suy nghĩ của động vật. Điều đáng chú ý là bà Sonia không những có thể nhìn thấy, mà thậm chí bà còn nghe thấy âm thanh và còn cảm nhận được cả tâm trạng, cảm xúc của động vật. Khi động vật thấy đau đớn, không vui thì bà Sonia cũng đột nhiên cảm thấy cảm xúc tương tự. Việc nói chuyện với động vật quả là thần kỳ. Liệu rằng ở đây có ai đã từng thử nói chuyện với thú cưng trong nhà mình chưa? Có nhiều người nuôi thú cưng để chúng trở thành một trò vui quái đản. Hành hạ thú cưng trở thành một trò chơi đầy nhẫn tâm. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những clip được chia sẻ chứa nội dung bạo hành vật nuôi. Trục lợi hai từ khá ngắn gọn, đó là mục đích chính từ việc hành xác những sinh linh mà người ta gọi chúng là bạn. Cụ thể, một đoạn video được đăng tải trên Facebook quay lại cảnh cô gái dùng đèn khó đốt chết một chú chó nhỏ với mục đích câu like. Có rất nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ và bức xúc trước hành động vô nhân tính của cô gái kia. Không chỉ dừng lại với vật nuôi, mà cả những loại động vật hoang dã cũng nằm trong danh sách đối tượng bị bạo hành. Khi hành động như thế, họ có nghĩ chúng đang rất đau đớn, chúng đang gào thét trong yếu đuối xin đừng hành hạ chúng tôi. Chúng cũng là những sinh linh, những cơ thể được tạo nên từ máu và thịt, nên chúng cũng biết đau, biết căm phẫn trước sự hành hạ tàn bạo của con người. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể cảm nhận sự yêu thương mà ta dành cho chúng. Xin hãy yêu thương chúng như những người bạn. Xin hãy chung tay xóa bỏ sự bạo hành và tàn nhẫn, cùng nhau xây dựng nên một thế giới nhân đạo với động vật. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi và xin hãy bấm like và subscribe trên kênh để nhận thông báo clip mới. Phát thanh viên Tuấn Kiệt xin kính chào và hẹn gặp lại ở clip sau.